Liên quan tới vụ việc tu sĩ giả danh xuất hiện trong quán nhậu ở thành phố Hồ Chí Minh, ngay sau đó hàng loạt những hình ảnh video ghi lại cảnh người này có những hành vi bôi nhọ xúc phạm khiến cho dư luận hiểu sai về vật giáo trước đó đã được phơi bày. Ngày 10 tháng 8, Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng phòng Tham mưu Công an thành phố Hồ Chí Minh đã thông tin kết quả xác minh xử lý đối với đương sự Nguyễn Minh Phúc trong vụ nhà sư vào quán nhậu tại buổi họp báo định kỳ. Trong buổi họp, Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng phòng Tham mưu Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết Tu sĩ giả danh trong vụ nhà sư và quán nhậu được xác định là ông Nguyễn Minh Phúc, sinh năm 1983, quê ở Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh. Từ năm 2000 đến 2010, ông Phúc tu học tại chùa Hoàng Pháp Hóc Môn, chỉ mới làm lễ quy y nhưng chưa xuất gia. Đến năm 2010, ông trở về địa phương, tự lập chùa Ngộ Trân Tử để sinh hoạt tôn giáo trái phép, tự xưng là Đại Đức Thích Tâm Phúc và trụ trì chùa Ngộ Trân Tử cơ quan chức năng đã mời làm việc sư phạt hành chính, yêu cầu gỡ bảng hiệu chùa và đề nghị không tổ chức sinh hoạt tôn giáo trái phép. Sau đó, ông tiếp tục sinh hoạt tôn giáo trái phép thông qua việc ngụy trang dưới hình thức thành lập các công ty doanh nghiệp. Kết quả xác minh, tất cả các công ty đều không có hoạt động sản xuất kinh doanh và bị Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố thu hồi tất cả các giấy phép. Thượng tá Hà cho hay lợi dụng ông Phúc có mặc trang phục với hình thức giống người tu hành, một số YouTuber TikToker đã chụp hình, quay clip và đăng tải trên các ứng dụng mạng xã hội nhằm câu view, câu like, tạo ra dư luận xấu trong xã hội và giới tăng ni Phật tử cả nước. Năm 2019, Công an huyện Củ Chi kiểm tra phát hiện tại nhà của ông Phúc có treo huân chương lao động và bằng khen được treo tại phòng khách. Qua tiến hành trưng cầu giám định, xác nhận các huân chương và bằng khen đều là giả. Thượng tá Hà nhận định, các hành vi trên đã gây dư luận xấu trong cộng đồng và ảnh hưởng đến uy tín hình ảnh của Phật giáo. Tuy nhiên, do không xác định được bị hại do hành vi lừa đảo hoặc lợi dụng để vi phạm pháp luật, nên Công an huyện Củ Chi tiến hành tịch thu các tài liệu trên. Cơ quan Cảnh sát điều tra ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự và thực hiện xử lý vi phạm hành chính theo quy định. Trước đó hình ảnh về người đàn ông mặc áo nhà sư, cạo đầu trọc ngồi tại trụ sở công an được phát tán trên mạng xã hội khiến dư luận không khỏi xôn xao. Ngay sau khi bức ảnh được chia sẻ với tốc độ chóng mặt, đã có không ít người nhận ra danh tính của vị sư này. Ngay sau đó, nhiều người còn bóc mẽ, người đàn ông trên nhiều lần gây sốc mạng xã hội với những hành vi vô cùng phản cảm như chửi thề, ăn thịt chó rồi đăng ảnh lên mạng, dù cho đang khoác trên người chiếc áo nhà sư đầy tôn nghiêm. Bên cạnh đó, người này cũng thường đăng tải các clip nói tục tiễu, tuyên bố, nhà sư nhận tất cả các loại thịt động vật trái với truyền thống của giáo hội Phật giáo Việt Nam khiến Phật tử bức xúc, phẫn nộ. Hành vi của đối tượng Phúc đã bị rất nhiều người, trong đó có cả những người yêu Phật Pháp đã lên tiếng và mong cơ quan chức năng xử lý nghiêm người đàn ông này.